Mới đây, theo đánh giá về thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình hoạt động chung của lĩnh vực bán lẻ đang giữ ở trạng thái tích cực, nhưng dưới tác động của đại dịch COVID-19, phân khúc nhà phố cho thuê vẫn đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực. Điển hình là việc trả lại mặt bằng hàng loạt tại các khu phố vốn rất sầm uất và cao cấp của thành phố. Các chuyên gia ghi nhận, sau giai đoạn giãn cách xã hội, giá thuê trong phân khúc bán lẻ trung bình giảm nhẹ, âm 1% theo quý nhưng vẫn ổn định theo năm. Nhằm hỗ trợ khách thuê bị ảnh hưởng trong thời gian giãn cách xã hội, hầu hết các chủ mặt bằng đã giảm giá thuê đến 30% vào tháng 4 và tháng 5. Khi lưu lượng khách mua sắm phục hồi kể từ tháng 6, các trung tâm thương mại đã đề xuất mức giảm giá 15% hoặc giảm phí dịch vụ đến 2 USD một mét vuông. Trong khi đó, với phân khúc nhà phố cho thuê, rất nhiều chuỗi ăn uống và thời trang tại các vị trí đắc địa nhưng tình hình kinh doanh giảm sút đã buộc phải đóng cửa hoặc thu gọn kinh doanh. Hàng loạt nhà phố tại khu vực trung tâm phụ thuộc vào lĩnh vực du lịch từ khách nước ngoài như Lý Tự Trọng, Đồng Khởi tại quận 1 đã tạm dừng hoạt động hoặc trả mặt bằng do chịu ảnh hưởng nặng nề của quy định hạn chế đi lại giữa các quốc gia. Việc giảm giá thuê từ phía chủ nhà là một trong những điều kiện kiên quyết để gỡ rối những khó khăn hiện tại, không chỉ cho khách thuê tại khu vực quận 7 mà còn trên phương diện toàn thị trường. Tuy nhiên, mức giảm, hình thức giảm, thời hạn giảm vẫn là điều các chủ nhà còn khá dè dặt và phải cân nhắc kỹ. Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Sơn La cho biết, động đất trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại lớn cho huyện Mộc Châu và Yên Châu của tỉnh này. Động đất làm 288 ngôi nhà của các hộ dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa. Tại huyện Mộc Châu, động đất làm hư hỏng 107 nhà tại xã Tà Lại, xã Nà Mường 86 nhà, xã Tân Lập 38 nhà, thị trấn Nông Trường Mộc Châu 28 nhà, xã Tân Hợp 16 nhà, xã Quy Hướng 8 nhà, xã Hua Păng 3 nhà, xã Mường Sang 1 nhà, huyện Yên Châu có 1 nhà hư hỏng. Các trận động đất cũng khiến 8 nhà văn hóa, 3 trạm y tế bị sập trần nhựa, lún nứt tường. Ngoài ra, 7 điểm trường, 1 trụ sở làm việc công an xã, 1 nhà làm việc bưu điện xã Nà Mường cũng bị hư hỏng do động đất. Từ khi Hà Nội có đề án xây dựng Hoài Đức lên quận, giá đất thổ cư tại khu vực này đã dục dịch tăng, nhưng tăng mạnh nhất là từ cuối năm 2019 đến nay. Hiện mức giá đất thổ cư được giao đã tăng khoảng 30-40% so với 2-3 năm về trước. Khảo sát tại xã Lại Yên cho thấy giá đất tại trục đường trung tâm xã hiện có giá từ 40-50 triệu đồng một mét vuông. Đất thổ cư có sổ dọc đường làng có giá từ 30-32 triệu đồng một mét vuông. Dịch sâu vào trong ngõ, giá đất dao động khoảng 30 triệu đồng một mét vuông. Riêng đất dịch vụ có giá khoảng 38 triệu đồng một mét vuông. Còn tại xã Vân Canh, các môi giới cho biết vài tháng trở lại đây, cùng với sự đầu tư hoàn thiện về hạ tầng giao thông, giá đất cũng tăng chóng mặt. Theo khảo sát, trước đây đất dịch vụ khu vực Vân Canh chỉ khoảng 42-45 triệu đồng một mét vuông, nhưng hiện tại mức giá chung đã lên tới ngưỡng 55-60 triệu đồng một mét vuông. Ở mặt đường Sơn Đồng, giá đất đang được chào bán cao bất thường, khoảng 80 triệu đồng một mét vuông. Theo nhận định của các chuyên gia, sự tăng giá này là bất thường nếu không gắn với sự phát triển hạ tầng. Vì vậy, nếu nhà đầu tư có ý định ôm đất khu vực này theo lời của các cò mồi thì nên cẩn trọng. Thực tế đã chứng minh, vài năm trước đất Hoài Đức cũng sốt giá với thông tin sắp lên quận, nhưng rồi khi thị trường chững lại, giá đất bị lao dốc nhanh chóng. Do đó, khách hàng cần cẩn trọng, tỉnh táo, đánh giá chuẩn xác giá trị thực của đất ở khu vực này, tránh đi vào vết xe đổ đáng tiếc, rơi vào vòng xoáy của những cơn sốt ảo.